Người đàn ông cởi áo ngoài lộ ra hình xăm chằng chịt khắp người, nhưng bạn chắc chắn không ngờ rằng, những hình vẽ chi chít này chính là toàn bộ kết cấu trong nhà tù, và cũng là thứ mấu chốt giúp anh ta vượt ngục. Người đàn ông tên Michael là một kiến trúc sư thiên tài trong ngành xây dựng, nhưng vào 3 hôm trước anh ta đã cầm súng đi tới cướp ngân hàng. Kỳ lạ là sau khi lấy được 500.000 đô, Michael không hề bỏ chạy khỏi hiện trường, mà còn cố ý chờ cảnh sát tới bắt mình. Trên tòa án, đối diện với những cáo buộc của thẩm phán, Michael quyết định từ bỏ quyền biện hộ của mình. Luật sư bên cạnh cảm thấy rất lộn lạ, anh ta căn bản đâu có thiếu tiền tiêu đâu. Tại sao lại từ bỏ tiền đồ của mình để đi cướp ngân hàng chứ? Tuy nhiên lúc này Michael chỉ có một yêu cầu, đó chính là được nhốt trong nhà tù gần nhà nhất. Nhà tù này được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, quản ngục ở đó cũng đều rất hung dữ thô bạo. Vừa tới ngày đầu tiên Michael đã được mở mang tầm mắt, chỉ thấy một phạm nhân bên dưới đột nhiên bị đánh lén, ngã xuống đất tiết canh chảy không ngừng. Các tù nhân xung quanh thấy vậy lập tức nháo nhào. Michael cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bạn cùng phòng Fernando giới thiệu cho anh về tình hình cụ thể. Ông già này tên Westmoreland từng cướp máy bay. 30 năm trước sau khi cướp xong đã nhảy dù thành công. Chỉ cần bạn có đủ tiền, tên nhóc da đen này sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là nạn phân biệt chủng tộc. Người da đen và da trắng trước giờ đều ghen ghét nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể động tay động chân. Nhưng người khiến Michael thật sự hứng thú lại là người khác. Chàng trai này là tội phạm đáng gờm. Hắn tên Lincoln từng giết chết anh trai tổng thống. Một tháng nữa thôi sẽ đăng xuất khỏi thế giới. Fernando thắc mắc hỏi Michael tại sao vừa tới đây đã hứng thú với người này. Bởi vì đó là anh trai tôi. Hóa ra mục đích Michael vào đây là để giúp Lincoln vượt ngục. Anh ta tin chắc rằng Lincoln không hề giết người, mà đã bị một thế lực nào đó đứng sau hãm hại. Bước đầu tiên phải tìm cách lại gần Lincoln. Thế là Michael tìm tới đại ca của nhà tù này John. Ông ta có địa vị rất cao ở đây, có hẳn một xưởng chuyên bóc lột tiền mua chuộc quản ngục. Anh trai của Michael làm việc trong đó. Xưởng này người thường không thể vào được. Michael đưa cho ông ta một con hạc giấy hy vọng có thể bàn bạc. John thấy anh là ma mới căn bản không thèm ke, thế là trực tiếp đuổi anh ấy đi. Hôm nay cai ngục đột nhiên đi tới bảo quản ngục trưởng có việc tìm Michael. Fernando nhắc nhở anh, ở đây chưa từng có ai thu hút được sự chú ý của ông ta, nhất định đã nhìn chúng gì đó ở Michael. Sau khi tới nơi, quản ngục trưởng nói thẳng mình đã điều tra anh ấy, nghe nói anh rất hiểu biết về cấu trúc công trình. Ông ta đã dành mấy tháng trời làm lăng mộ Taj Mahal, muốn tặng cho vợ bày tỏ tình yêu, nhưng càng dựng càng lung lay, thường xuyên bị sụp đổ. Mong Michael có thể giúp mình. Lời của ông ta chỉ được nghe không được làm trái. Không ngờ Michael lại thẳng thừng từ chối. Lúc này đại ca John đã nhận được tin tức, thuộc hạ bên ngoài nhận được một bức ảnh và một con hạc. Người trên đó chính là nhân chứng tận mắt chứng kiến ông ta giết người. Thuộc hạ trước giờ vẫn luôn muốn giết người diệt khẩu, nhưng tìm thế nào cũng không ra. Lúc này John nhớ ra con hạc hôm đó Michael đưa cho mình. Thằng nhóc đó chắc chắn biết nhân chứng đang ở đâu. Thế là liền dẫn người tới tìm anh ấy tra hỏi. Michael cứng miệng không chịu nói. Hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau. Sau hai phát súng vang lên mọi thứ mới yên tĩnh lại. Quản ngục trưởng rất tức giận vì chuyện này. Ông ta muốn cô lập Michael trong 90 ngày. Anh ấy nghe xong rất sợ hãi. Nếu vậy anh trai chắc chắn sẽ ngỏm mất. Vậy nên quyết định giúp ông ta thiết kế lăng mộ. Quản ngục nghe vậy cực kỳ phấn khởi. Sau khi làm xong Michael tới phòng y tế. Anh giả vờ mình bị mắc tiểu đường qua đây tiêm insulin. Nhưng thực ra là để làm rõ tình hình, chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch vượt ngục. Bởi vì ở đây cách tường rào gần nhất, hơn nữa phòng bị yếu nhất, đồng thời còn có thể tạo quan hệ với bác sĩ. Nhưng sau vài lần tiêm insulin khiến tay anh ấy bắt đầu run rẩy không ngừng. Thế là tìm tới C nốt người được mệnh danh là tiệm thuốc trong ngục, bảo anh ấy mua giúp mình loại thuốc kiểm soát insulin. Sau khi trở về nhận được lời mời của John tới xưởng ông ta làm việc, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với anh trai. Michael nói thẳng mình muốn đưa Lincoln ra ngoài. Lincoln cho rằng căn bản không thể thoát khỏi được nhà ngục nghiêm ngặt nhất thế giới. Nhưng trùng hợp là lúc trước người cải tạo nơi này lại chính là đồng nghiệp của Michael. Vì thế anh ấy biết rất rõ cấu trúc của nhà ngục này, hơn nữa còn xăm toàn bộ kết cấu lên trên người. Tên tội phạm này đi vệ sinh đột nhiên phát hiện bị mất nước, sau đó một đội cảnh vệ trực tiếp xông vào trong, bắt đầu tiến hành lục soát khẩn cấp vật cấm, bởi vì ở đây một khi mất nước tù nhân sẽ không thể ném đồ cấm xuống bồn cầu. Fernando biết rõ bọn quản ngục thường xuyên dùng chiêu này, vội vàng bảo Michael vứt con dao dưới bàn đi, kết quả bị một tên cai ngục đi tới bắt ngay tại trận. Hắn ta giơ dao lên muốn xử lý Michael, đúng lúc quản ngục trưởng đi tới, bởi vì lần trước Michael giúp ông ta hoàn thiện mô hình lăng mộ cho nên cực kỳ chiếu cố anh, thế là liền trừng phạt bạn cùng phòng thay anh vào phòng giam đặc biệt. Bước đầu vượt ngục chính là đào đường ống trong tù, cho nên Michael cần một cái bu lông. Trước khi vào tù anh đã từng làm bài tập, chất liệu và hình dạng của bu lông nhất định phải đặc biệt. Michael quan sát tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra một chiếc bu lông thích hợp, thế là anh ấy bắt đầu dùng đồng xu âm thầm tháo ra. Không ngờ bá queo và tình nhân đột nhiên đi tới. Hắn ta là tên cuồng rớt người biến thái, nhưng sức hút đặc biệt của hắn lại khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Vẻ ngoài đẹp trai của Michael khiến bá queo thích thú. Chỉ cần tóm chặt vào túi quần hắn như thế này, hắn ta đảm bảo sau này không ai dám bắt nạt Michael. Michael thấy bá queo nhìn mình bằng ánh mắt si mê dứt khoát từ chối. Hắn ta cực kỳ tức giận sau đó đuổi anh ấy đi. Bu lông bên dưới mới chỉ tháo được một nửa. Bá queo nói với anh, người da đen và da trắng sắp xảy ra trận chiến lớn. Không có hắn ta bảo vệ, Michael nhất định sẽ nhận cái kết thảm. Ngày hôm sau Michael lại tiếp tục tới chỗ này, không ngờ lại bị bá queo bắt tại trận. Michael chỉ đành đưa cho hắn bu lông vừa tháo ra. Cai ngục bên cạnh thấy hai người mắt hình viên đạn lập tức cảnh cáo. Bá queo thuận thế đưa bu lông cho thuộc hạ của mình. Lúc này người da đen và da trắng cũng đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Michael lén lút lẻn vào phòng của bá queo muốn lấy lại bu lông. Không ngờ lại bị hai người đi tới nhìn thấy. Lúc này Michael kịp thời nảy số tùy cơ ứng biến. Tôi muốn gia nhập nhóm các anh. Michael trước giờ ở phía trung lập đột nhiên lựa chọn người da trắng. Điều này khiến Cnốt ở bên dưới cực kỳ tức giận. Hôm nay anh ta vốn dĩ cầm thuốc khống chế insulin tới, đột nhiên kéo Michael qua một góc. Mấy người da đen khác cũng xuất hiện cảnh cáo anh, mày chọn sai đội rồi. Sau khi ném lọ thuốc rỗng xuống đất, chiếc bu lông vừa lấy lại được rơi xuống, bây giờ thuốc cũng không còn. Michael không ngờ kế hoạch mình dày công xây dựng mới bắt đầu đã không thuận lợi như vậy. Không có một ai ở đây là người tốt. Hôm nay cai ngục bắt xếp hàng kiểm tra, một tù nhân không nghe mệnh lệnh tiến lên phía trước. Cai ngục thấy bất thường vội vàng kêu gọi cứu trợ, cuộc chiến lập tức nổ ra. Hai bên đều dùng vũ khí mình cất giấu sẵn từ trước lao vào nhau. Michael cũng bị một tên da đen ném xuống lầu. Lúc này tình nhân của bá queo đột nhiên nhào tới chỗ anh. Hắn cảm thấy sự tồn tại của Michael làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình và lão đại, thế là cầm bu lông định kết liễu anh. Nhưng tên tép siêu này đâu phải đối thủ của Michael, anh cướp lấy bu lông trong tay hắn. Lúc này một tên da đen khác đột nhiên xuất hiện, đâm liên tục mấy phát vào tim hắn ta, cuối cùng ngã vào lòng Michael. Trùng hợp thay cảnh này lại bị bá queo nhìn thấy. Thấy tình nhân của mình đang xuất, hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Lúc này quản ngục kịp thời chạy tới ném vài viên đạn khói xuống sàn. Đám tù nhân nhao nhao trốn vào phòng giam. Michael quần áo đẫm máu lúc này chưa hoàn hồn lại. Bá queo lại xuất hiện chửi rủa, Michael mày chết chắc rồi. Ngày hôm sau Cnốt cũng nhầm tưởng là Michael xử tên đó, vì thế nên đem thuốc trả cho anh. Sau khi uống thuốc xong, anh ấy lại tới kiểm tra lượng đường trong máu. Trong lúc chờ kết quả, Michael vô cùng lo lắng, bởi vì một khi kết quả bình thường anh sẽ không thể thường xuyên tới đây nữa. 1.800mg mỗi lít, xem ra anh thực sự mắc bệnh tiểu đường. Biết được kết quả này, Michael cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ thấy anh phản ứng như vậy cảm thấy nghi ngờ. Michael vừa ra ngoài đã bị đám người John đẩy vào trong kho. Ông ta muốn hỏi tung tích của nhân chứng. Đương nhiên Michael sẽ không hé răng nửa lời. Kết quả John trực tiếp bảo thuộc hạ cởi giày anh ấy ra, sau đó chuẩn bị cắt đứt hai ngón chân. Bây giờ tao đếm đến 3, nếu tao nói cho mày thì tao chết chắc. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. 3. Có thể bạn cho rằng đây chỉ là hạc giấy bình thường, nhưng đối với Michael nó chính là công cụ vượt ngục. Vừa vào tù anh ấy đã ném một cuốn tạp chí xuống đường ống nước trong phòng giam, sau đó giả vờ mắc bệnh tiểu đường để tới phòng y tế. Nhân lúc không ai chú ý ném con hạc xuống đường ống trong phòng đó, hạc giấy trôi theo dòng nước. Michael quay về phòng xem, quả nhiên nó đã tới chỗ cuốn tạp chí mà anh ném từ trước. Điều này chứng tỏ đường ống nước trong phòng giam thông với phòng y tế. Hơn nữa phòng y tế canh gác lỏng lẻo còn gần bức tường rào nhất, vì thế Michael chỉ cần thông đường ống từ phòng giam tới phòng y tế, như vậy chỉ cần trèo tường sẽ vượt ngục thành công. Nói thì đơn giản nhưng mới bước đầu đã gặp bao nhiêu khó khăn, vì Michael không nói ra tung tích của nhân chứng. Thế là John trực tiếp sai người cắt đứt hai ngón chân anh. Michael được đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ Sarah cực kỳ lo lắng cho anh. Sau đó cô tìm tới cảnh sát trưởng Bellick, trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay lập tức, nhưng ông ta trước giờ không thích Michael, vì thế bảo Sarah đừng lo chuyện bao đồng. Michael cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Fernando cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày biệt giam. Bước đầu tiên Michael phải đào một đường ống trong phòng, anh ấy bắt buộc phải nói chuyện này với Fernando, vì thế trước hết phải kiểm tra độ đáng tin của cậu ta. Thế là Michael giả vờ giấu một chiếc điện thoại cố ý để Fernando nhìn thấy, sau đó bảo anh trai tới chỗ cảnh sát trưởng tố cáo. Bellick nhanh chóng tìm Fernando nói chuyện, anh chàng này quả thực đáng tin cậy, cuối cùng vẫn không tiết lộ nửa lời. Nhưng không may là cậu ấy vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp mặt bạn gái. Fernando cực kỳ tức giận tới tìm Michael làm cho ra lẽ. Lúc này mới biết hóa ra điện thoại chỉ là một miếng xà phòng. Michael bảo cậu ta bọn họ chuẩn bị vượt ngục, hy vọng cậu ấy có thể gia nhập. Nhưng sao Fernando có thể đồng ý, chịu đựng thêm một năm nữa là cậu ta được ra tù rồi. Tại sao phải tham gia vào kế hoạch mạo hiểm này? Để không bị liên lụy, Fernando làm đơn xin đổi phòng. Sau đó Bellick cố ý điều một tên phạm nhân tâm thần tới ở cùng với Michael. Thấy ánh mắt thất thần nụ cười ngờ nghệch của hắn biết ngay không có gì tốt đẹp. Ở bên này vì cái chết của tình nhân bá queo vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết Michael. Còn John lúc này cũng gấp gáp muốn tìm thấy nhân chứng. Hôm nay tên thuộc hạ đến gây áp lực cho ông ta, thậm chí còn dẫn bọn trẻ tới uy hiếp. John lấy hai ngón chân ra bảo rằng tên nhóc đó căn bản không chịu nói. Sau đó ông ta tìm tới bá queo bàn bạc. Tao biết mày có thù với hắn, chi bằng chúng ta hợp tác trừ khử tên đó thôi. Bá queo vừa nghe lập tức đồng ý. Sau đó sai thuộc hạ cưỡng ép đưa Michael tới nhà kho. Bá queo định cho anh ấy biết thế nào là lễ
lễ hội, nhưng trực tiếp bị John đẩy bay ra xa. Ông ta biết rõ Michael ưa mềm không ưa cứng, quyết định đổi chiến lược thương lượng với anh. Michael nói ra yêu cầu của mình. Sau khi họ vượt ngục cần một chiếc trực thăng nhanh chóng tới đưa họ rời đi, để có thể thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát. Trùng hợp John có một công ty hàng không của riêng mình. Đây cũng là lý do vì sao Michael bám theo ông ta, vừa có thể trừ khử nhân chứng vừa được ra ngoài sớm. John quyết định gia nhập đội vượt ngục của Michael, nhưng lại có vấn đề xuất hiện. Bạn cùng phòng của Michael bị tâm thần, căn bản không hy vọng hắn ta sẽ phối hợp. Michael chỉ đành nhân lúc hắn ngủ say mới bắt đầu làm việc, nhưng vừa làm được một nửa anh ấy bỗng cảm thấy có người phía sau. Tên điên kia đang nhìn không rời mắt, nửa đêm gặp cảnh này đúng là hãi hùng. Hóa ra thần kinh của Haywire bị tổn thương, căn bản không cần đi ngủ. Michael lần này gặp khó khăn lớn rồi, chỉ đành nhân lúc hắn không ở phòng tranh thủ đào từng tí một. Tuy nhiên dựa vào tiến độ này không biết đào tới kiếp nào. Lincoln chỉ còn vài tuần nữa sẽ phải thi hành án tử. Michael chỉ đành thăm dò bạn cùng phòng, hỏi hắn có muốn thoát khỏi nơi này không, nhưng Haywire trực tiếp từ chối. Trong lòng hắn biết rõ, dù có ra ngoài đi chăng nữa cũng sẽ bị nhốt vào viện tâm thần, mỗi ngày đều phải uống và tiêm thuốc, thà rằng ở đây còn thoải mái hơn. Thấy lôi kéo không được, Michael chỉ đành tìm cách khác. Hôm nay bác sĩ mang thuốc tới, bề ngoài hắn tỏ ra rất phối hợp, nhưng sau khi bác sĩ đi hắn trực tiếp nhổ hai viên thuốc giấu trong miệng ra, xem ra tên này cũng không ngốc. Sau đó hắn ta lại chú ý tới hình xăm trên người Michael, bắt anh ấy phải cởi áo ra cho mình xem. Michael từ chối ngay lập tức, nhưng hành động này lại càng khơi dậy sự tò mò. Mỗi ngày Haywire đều bám lấy Michael không rời, thậm chí ngay cả khi đi tắm hắn cũng lén lút ở đằng sau nghiên cứu hình xăm. Tạm thời không đào được phòng giam nữa, nhưng thời gian gấp rút, Michael không dám nhàn rỗi, chỉ đành ra tay từ phòng y tế trước. Anh tìm được lọ thuốc diệt cỏ mà John chuẩn bị, sau đó lại lén lút vào trong kho lấy một lọ oxy ra, trở về phòng lấy hết kem đánh răng ra, sau đó cho hai dung dịch vào hai tiếp tương ứng. Tiếp theo tới phòng y tế, nhân lúc không ai chú ý liền thử đổ chúng xuống ống nước. Quả nhiên hai chất này phản ứng dữ dội, ăn mòn đường ống bên dưới. Khi bọn họ vượt ngục phải thông qua đây tới phòng y tế, Fernando bên này phát hiện gần đây bạn gái thường không nghe điện thoại, có nghe cũng chỉ nói qua loa vài ba câu. Hôm nay không dễ gì mới đợi được tới ngày thăm thân, nhưng người tới không phải bạn gái mà là anh em tốt của mình. Hóa ra tên này đã cuỗm luôn bạn gái của Fernando, thậm chí còn cười nhạo trước mặt cậu ta. Điều này khiến Fernando giận dữ chửi thề một tràng. Buổi tối cậu ấy nằm trên giường ngắm ảnh của bạn gái, tầm này mà không ra ngoài thì cô ấy theo người khác mất. Trong lòng Fernando lúc này đã có tính toán. Ngày hôm sau cậu ta hoảng loạn tới tìm Michael, cậu ấy muốn vượt ngục cùng anh. Michael đương nhiên đồng ý để Fernando gia nhập, nhưng việc cấp bách là xử lý tên điên cùng phòng. Hắn luôn quấy rầy Michael đòi xem hình xăm, thậm chí nhân lúc anh ấy ngủ còn vạch áo anh lên, khiến Michael cảm thấy sợ hãi tột độ. Hôm nay Michael trở về phòng, phát hiện những hình vẽ kỳ quái bầy đầy trên giường. Thằng nhãi này chỉ nhìn thoáng qua đã có thể vẽ lại hết hình xăm trên người anh. Những hình này người thường không thể hiểu nổi. Người xăm hình cho Michael lúc đó cũng không biết ý nghĩa của nó. Lần này Michael hoảng rồi, nếu còn không đuổi Haywire ra ngoài kế hoạch sẽ bại lộ mất. Thế là anh cố ý đập đầu vào cửa sắt vài cái rồi kêu la cầu cứu. Quản ngục nghe vậy chạy tới, thấy vết máu trên mặt Michael, bọn họ đều nghĩ là do tên điên gây ra, thế là liền cưỡng ép bắt hắn ra ngoài. Fernando được quay về và tiếp tục ở cùng phòng với Michael, thành công gia nhập biệt đội vượt ngục. Hai người bí mật hành động vào nửa đêm. Michael bảo Fernando cố ý tạo ra một vài tiếng kêu. Fernando bắt đầu sử dụng giọng hét bẩm sinh của mình, mặc dù hơi khó nghe nhưng âm thanh thật sự rất vang. Mọi người bắt đầu nháo nhào. Michael nhân lúc hỗn loạn đạp vỡ cánh cửa thông với cửa lớn bên ngoài. Anh mừng rỡ thò đầu ra ngoài xem, kế hoạch vượt ngục cuối cùng cũng có tiến triển. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh sáng hy vọng, thế lực đứng sau hãm hại Lincoln dường như đã phát giác ra ý đồ của anh ấy, thế là liền phái hai tên FBI tới tìm quản ngục trưởng, yêu cầu ông ấy lập tức điều động Michael đi, đồng thời lấy ra một tấm ảnh uy hiếp. Hóa ra lúc trước quản ngục trưởng từng có tình nhân bên ngoài, đứa bé trong bức ảnh chính là con ngoài giá thú của ông ta, gặp tai nạn bất ngờ nên đã qua đời, nhưng người vợ hiện tại hoàn toàn không biết chuyện này. FBI liền lấy nó ra uy hiếp ông ấy phải điều Michael đi. Lần này quản ngục trưởng toang rồi, mô hình lăng mộ định tặng vợ vẫn chưa hoàn thành, đã vậy lần này đối diện với thế lực lớn hơn cả bản thân, bất lực ông ấy chỉ đành tìm tới Michael bảo anh hôm nay phải rời đi. Michael nghe xong rất hoảng loạn nói sự thật với quản ngục. Anh ấy bảo tên tù nhân 2 tuần nữa phải chịu án tử chính là anh trai ruột của mình, và lý do anh vào đây là muốn được trải qua những ngày tháng cuối đời cùng anh ấy, cầu xin quản ngục trưởng đừng chuyển mình đi. Nhưng ông ấy cũng lực bất tòng tâm. Nhân lúc ăn trưa, Michael tìm tới Westmoreland, hỏi ông ấy xem có cách nào để tránh bị chuyển đi không. Lần này hỏi đúng người rồi, bởi vì lúc trước cai ngục vì muốn chia cắt ông với con mèo đã nhiều lần hạ lệnh nhưng ông ấy đều giải quyết thành công. Westmoreland nói với Michael chỉ cần viết một lá thư xin cấp
cấp trên, bảo rằng bản thân bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp, một khi nộp đơn nhất định chờ xét duyệt, và thời gian chờ này phải mất một tháng trời, thời gian đó cũng đủ để Michael vượt ngục thành công rồi. Michael quay về lập tức nộp đơn, nếu đã đúng quy trình vậy thì quản ngục cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, Michael lại tranh thủ thời gian để vượt ngục, thế là anh ấy nghiên cứu lối thoát bất kể ngày đêm, Fernando cũng ở bên cạnh canh chừng giúp anh ấy. Michael nhìn hình xăm trên người nhanh chóng hành động, rất nhanh đã lên tới nóc nhà giam, kế hoạch vượt ngục đã có tiến triển vượt trội, nhưng Fernando bên này nhìn đồng hồ cảm thấy lo lắng tột độ, sắp đến giờ điểm danh rồi mà vẫn không thấy Michael quay về. Bellick thoáng chốc đã đi tới phòng Michael, lúc này anh ấy lại ngồi trên nóc điềm tĩnh lạ thường, tỉ mỉ nghiên cứu lối thoát và trật tự bên dưới, bởi vì chỉ có như vậy mới đảm bảo sau khi vượt ngục có thể nhanh chóng rời đi. Tin tức nhanh chóng được truyền ra, nhà tù náo loạn như nồi cắm heo, quản ngục trưởng cũng nhận được tin, ông ấy đột nhiên nhớ ra có phải Michael vẫn đang sửa mô hình giúp mình, thế là nhanh chóng quay lại phòng làm việc. Có chuyện gì vậy? Lần này cũng coi như Michael đã thoát được nguy hiểm trong gang tấc, nhưng lời của quản ngục lại khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Hóa ra sau khi Michael nộp đơn xin, hai tên FBI đã trực tiếp tới nhà quản ngục, cố ý nói bóng nói gió việc của ngoại tình để ông ta đuổi Michael đi ngay lập tức. Quản ngục trưởng rất yêu vợ mình, áp lực nặng nề chỉ đành lựa chọn để Michael rời đi. Lần này tiêu đời thật rồi, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể, kế hoạch vượt ngục cũng kết thúc tại đây. Michael bước chân nặng nề đi ra cửa chính, chào tạm biệt với tất cả mọi người. Khi anh ấy ra tới cửa đột nhiên bị quản ngục trưởng chặn lại. Ông ấy cuối cùng cũng nghĩ thông, thay vì giấu giếm mãi như vậy chi bằng thẳng thắn nói với vợ, tình cảm quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, như vậy sau này ông ấy cũng sẽ không bị mấy tên FBI điều khiển nữa. Thấy kế hoạch không thành, thế lực đó lại nghĩ cách khác, cai ngục điểm danh bất kể đêm ngày. Điều này khiến kế hoạch vượt ngục tiến triển rất chậm, hơn nữa tiếp theo anh ấy phải đào cả bức tường, lần này không chỉ phải có đủ thời gian mà còn cần thêm người giúp đỡ, nhưng cách duy nhất để ngăn việc điểm danh chính là nhốt tất cả lại. Thế là Fernando thông minh nghĩ ra một cách, đó chính là để Michael lén lút phá hủy nguồn điện bên trên, khiến điều hòa trong phòng giam đều bị tắt hết. Tù nhân không chịu nổi cái nóng ngột ngạt trong phòng, tính cách của họ sẽ trở nên nóng nảy bất thường. Blackwell là người dẫn đầu đứng ra phản kháng, cốc nước của cai ngục hoàn toàn đốt cháy không khí xung quanh, tất cả phạm nhân đều hùng hổ lao tới, không còn cách nào khác cai ngục chỉ đành hạ lệnh nhốt mọi người một ngày, nhưng không biết rằng đây lại là cơ hội giúp Michael thực hiện kế hoạch. Lần này anh ấy cần sự giúp đỡ của Fernando. Michael tháo ga giường xuống bảo cậu ta che trước cửa để hành động. Lúc này phạm nhân bên dưới bắt đầu quá khích lạ thường, không ngừng khoa tay múa chân với cai ngục, mấy người khống chế không nổi chỉ đành khóa chặt cửa lại. Lúc này Bellick cũng đi tới, không ngờ vừa thấy hắn Blackwell đã buông lời đe dọa. Bellick đương nhiên cũng không yếu thế. Tao phải xử mày. Lời này khiến đám phạm nhân hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng rung lắc cánh cửa. Rất nhanh ốc vít bên dưới bị tuột ra, tù nhân như phát điên lao ra ngoài. Blackwell điều khiển công tắc mở tất cả cửa sắt của phòng giam. Không biết tên cai ngục nào bất cẩn làm rơi chùm chìa khóa ngay dưới chân hắn ta. Mọi người như nhặt được báu vật. Lúc này Michael ở bên dưới làm một chiếc máy chiếu đơn giản, treo bức tranh đã vẽ xong lên tường. Sau đó đưa cho Fernando một chiếc máy tự chế, dặn cậu ấy đào tường chuẩn y như hình vẽ. Nhưng điều họ không biết là tấm màn dựng lên lúc trước sớm đã bị vạch ra từ lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bại lộ. Một tên da đen bỗng xông vào phòng cấp cứu bóp cổ Sarah. May mà cô ấy nhân cơ hội thoát được, chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại. Tuy nhiên đám tù nhân vừa rồi vẫn đang tích cực điều trị, sau khi biết tin hỗn loạn cũng điên cuồng đập vỡ cửa kính bên ngoài, mục tiêu của chúng là Sarah. Lúc này đội cứu trợ cuối cùng cũng tới, bố Sarah sau khi biết tin cũng vội vàng gọi điện cho quản ngục trưởng, ông ấy rất lo lắng cho con gái của mình. Tù nhân bên trong đang điên cuồng dạy dỗ đám quản ngục bắt nạt mình mọi ngày, chém rớt cướp giật không thiếu thứ gì. Khi Blackwell đang dạy dỗ một tên vô tình vào nhầm phòng giam của Michael, sau khi đạp tên cai ngục ra một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trước mắt, may mà John kịp thời chạy tới bịt miệng hắn lại. Blackwell bị phán tù chung thân, nhìn thấy lỗ hổng trước mặt hắn hận không thể gia nhập đội vượt ngục của Michael ngay lập tức. Cai ngục mới tới bên cạnh bị đánh nằm bẹp dưới đất, vì hắn ta đã nhìn thấy mọi việc. Blackwell đề nghị lập tức trừ khử, nhưng Michael lại nói ở đây tuyệt đối không được giết người, sau đó bảo Fernando tiếp tục xuống dưới làm việc. Còn anh đã phát hiện ra Sarah bị nhốt trong phòng y tế. Tù nhân bên ngoài ném cuốn sách đang cháy vào trong làm khói mù mịt. Sarah chạy tới dập lửa không may bị tóm lại, cánh cửa sắt bị đập vỡ, khói mù xung quanh ngày càng dày đặc. Nhưng chính vào lúc này, mau lên, hai người chậm rãi đi lại trên nóc trần nhà. Lối đi bí mật này ngay cả Sarah cũng không hề biết. Cô ấy không biết vì sao Michael lại phát hiện ra. Anh ấy cẩn thận đỡ cô từ trên xuống. Điều này khiến hai người vốn đã thân thiết lại càng gắn bó hơn. Nhưng còn chưa kịp mập mờ, một tên da đen đã đuổi tới. Hắn không chờ được lao nhanh về Sarah. Michael thấy vậy vội vàng chạy tới ngăn lại. Đám đàn em nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy tới hóng Dreamer. Sarah hoảng loạn trực tiếp đạp vào chân hắn. Michael nhân cơ hội vật tên da đen xuống đất. Hai người cũng coi như thoát được một kiếp. Lúc này đội cứu trợ bên ngoài đã tới hiện trường, các tay súng săn cũng vào vị trí. Khi Michael dẫn Sarah thoát khỏi nguy hiểm, một đốm đỏ bỗng xuất hiện
hiện trên người anh ấy. Sarah vội vàng đứng trước mặt anh ấy để tránh tầm nhìn. Lúc này tên da đen cũng đuổi tới. Michael lập tức đẩy Sarah ra, còn mình cũng nhanh chóng nằm xuống. Tay súng săn trực tiếp bắn một phát. May mà Michael phản ứng nhanh nên trốn thoát an toàn. Fernando và John cũng thuận lợi đào được bức tường bên dưới. Bọn họ cuối cùng cũng tin Michael chính là người có thể dẫn họ ra ngoài. Bố Sarah sau khi nhìn thấy con gái thân yêu xuất hiện, hạ lệnh bắt đầu thu dọn tàn cục. Nhân viên vũ trang xông vào nhà tù, bên trong thoáng chốc loạn cao cao, nhưng việc cấp bách là phải xử lý tên cai ngục kia thế nào. Blackwell kiên quyết muốn trừ khử hắn, còn Michael không cho phép điều đó. Lúc này Blackwell chỉ quan tâm làm cách nào bảo vệ bí mật vượt ngục, loại người như hắn rất người không ghê tay, thế là ngắm chuẩn thời cơ chạy ra đâm tên cai ngục vài nhát. Cảnh này trùng hợp bị Westmoreland đi qua nhìn thấy, nhân viên rất nhanh đã dẹp loạn xong. 5 thành viên của đội vượt ngục cũng được xác định: Michael, anh trai Lincoln, Fernando, John và cả thành viên chưa được công nhận Blackwell. Bây giờ đường ống đã thông, mấy người có thể bước vào từ phòng giam của Michael. Nhưng vấn đề là Lincoln lại bị nhốt một mình một chỗ, vì thế phải mở một đường ống riêng cho anh ấy. Thế là Michael nhìn sang kho chứa đồ bên cạnh, hóa ra bên dưới nơi này thông với đường ống lúc trước đào. Lincoln chỉ cần xuống ở đó, hai bên sẽ gặp nhau bên dưới. John đề nghị chỉ cần tạo ra một vụ hỏa hoạn bên trong, cai ngục sẽ phái tù nhân qua đó xử lý. Như vậy bọn họ sẽ có thời gian làm việc. Nói làm là làm, mấy người chuẩn bị sẵn đồ nghề bắt đầu hành động. Nhưng vừa mở cửa ra đã bắt gặp mũi súng của quản ngục. Hóa ra tin tức của John quá lỗi thời rồi. Ở đây sớm đã được cải tạo thành phòng nghỉ ngơi của cai ngục. Đường này không thông chỉ đành tìm cách khác. Thế là Michael liền dồn ánh mắt lên người Westmoreland. Mặc dù bây giờ kho chứa đồ bị cấm nhưng ông ta vẫn làm việc trong đó. Ông ấy vào tù 30 năm nay nhưng chưa từng có tên trong sổ đen, rất được cai ngục tin tưởng, vì thế cho ông ấy vào trong giặt đồ làm việc lặt vặt. Michael hỏi Westmoreland có thể giúp mình tạo ra một vụ hỏa hoạn không, nhưng ông ta trực tiếp từ chối. Westmoreland không muốn làm loạn, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Kế hoạch lại rơi vào bế tắc lần nữa. Buổi hỗn loạn hôm trước khiến con mèo yêu thương của Westmoreland bị lạc mất, vì vậy ông ấy vô cùng đau lòng. Michael biết được chuyện này nửa đêm trèo lên đường ống, trùng hợp phát hiện con mèo bị kẹt trên đó, thế là đem nó trả lại cho Westmoreland. Ông ấy rất cảm kích Michael vì điều này. Michael lại cầu xin ông ta giúp đỡ nhưng Westmoreland vẫn không muốn mắc sai lầm, lập tức từ chối. Hôm nay cảnh sát trưởng Bellick tới tìm Westmoreland. Hóa ra tên cai ngục lần trước bị hẹo chính là anh em kết nghĩa của hắn, và thi thể của cậu ta nằm trước cửa phòng Westmoreland. Bellick muốn tìm ra hung thủ giết người nên đi tới hỏi, nhưng Westmoreland biết rõ nếu đắc tội với tù nhân khác sẽ nhận cái kết thảm, thế là lựa chọn không hé răng nửa lời. Hôm sau Westmoreland quay về phòng giam, vừa bước vào phát hiện thú cưng của mình đã chết bất động. Westmoreland đau lòng cực độ, biết rõ hung thủ chắc chắn là Bellick. Sau đó ông ấy tới phòng nghỉ lấy một điếu thuốc của hắn ta. Westmoreland phải đổ hết tội lỗi lên đầu thằng cha này. Rất nhanh làn khói mù mịt thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Westmoreland ung dung bình thản bước ra ngoài. Chàng trai này vừa vào tù một tuần đã tự hóa vàng bản thân. Anh chàng đen đủi vừa tới đây đã bị phân tới ở cùng Blackwell. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai khiến hắn ta cực kỳ mê đắm. Sau đó bắt đầu những chuỗi ngày sống không bằng chết. Lần trước Westmoreland phóng hỏa đốt kho chữ đồ, cảnh sát tới hiện trường điều tra phát hiện điếu thuốc là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Lúc này bạn cùng phòng của Blackwell cũng tới báo cáo, nói rằng mình đã biết hung thủ xử tên cai ngục trong lúc hỗn loạn lần trước. Bellick đang điều tra vụ này vừa nghe đã rất kinh ngạc, hắn tức giận kéo người tới phòng giam. Quả nhiên dưới ga giường của tên đó có dấu bức ảnh con gái của cai ngục đã ngỏm kia. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, hai chữ trong sạch giờ có nói cũng chẳng ai tin. Blackwell chính là người độc ác như vậy. Giây trước vẫn còn là anh em tốt với nhau, chớp mắt đã bán đứng bạn bè. Chuyện báo cáo trái lương tâm này cũng để lại vết nhơ trong lòng cậu nhóc mới vào tù. Sau những ngày tháng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng không chịu nổi nữa đành tới tìm Michael giúp đỡ. Nhưng chuyện của bản thân đã khiến anh ấy đủ nhọc rồi, làm gì có thời gian giúp đỡ người khác. Nhưng Michael không ngờ rằng sự ngang tàn của Blackwell khiến cậu ấy hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm sau lập tức cổ trước mặt tất cả mọi người, Michael nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng tự trách, thề rằng sau này sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Do vụ hỏa hoạn ở kho chứa đồ, John thuận lợi lấy được giấy thông hành. Bellick bảo mấy người họ dọn dẹp sạch sẽ trong này. Blackwell cũng miễn cưỡng tham gia để tránh vụ điều tra hung thủ. Bọn họ thay phiên nhau canh gác. Những người còn lại cầm búa dùng hết sức đào đường hầm để tránh tai mắt bọn họ sẽ lén lút mang những viên đá ra ngoài nhân lúc giải lao. Nhưng không may cảnh này đã bị C-Note phát hiện. Mặc dù không biết mấy người họ đang làm gì, nhưng trong lòng vừa tò mò vừa nghi ngờ. Lúc này một chiếc xe dẫn theo tù nhân mới tới, trong đó có một tên chuyên ăn cắp vặt, vừa mới tới đây cũng muốn làm quen kết bạn với mọi người, nhưng dáng vẻ ẻo lả của cậu ta không ai muốn thu nhận, đi tới đâu bị bắt nạt tới đó. Duy chỉ có Blackwell vẫn tỏ ra thèm khát, hắn ta vẫn dùng chiêu cũ bảo rằng chỉ cần túm lấy túi quần, bảo đảm sau này sẽ không ai dám bắt nạt cậu. Nhìn bàn tay không an phận của hắn, cậu nhóc vô cùng ghét bỏ, mày đang làm cái quái gì vậy, cái tên đồng tính chất tiệt, vừa mới tới nên cậu ta không biết lịch sử biến thái của Blackwell. Những lời này quả thực chọc hắn bật cười, sau đó lại bắt đầu
đầu bám giết tìm cách hành hạ. Michael thấy hắn vẫn ngựa quen đường cũ trực tiếp đi tới cảnh cáo. Tuy nhiên bá queo căn bản không sợ hãi. Cái chết của chàng trai lần trước khiến Michael nhận ra nhất định phải cho hắn một bài học. Hôm nay Michael gọi bá queo tới phòng chứa đồ, nhân lúc không chú ý trực tiếp cầm búa đập vào đầu gối hắn. Ở đây lời nói của anh ấy có trọng lực nhất, cảnh cáo bá queo nếu còn dám động vào cậu nhóc kia, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Sau khi được dạy dỗ, bá queo quả nhiên nghe lời, thấy ma mới ngồi một góc cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Hôm nay John đột nhiên bị Bellick gọi lại, nói rằng sau này ông ta không còn là đại ca nữa. Hóa ra công ty bên ngoài của John mỗi tháng đều cho Bellick chút ít, nhưng tháng này mãi vẫn chưa nhận được tiền. Điều tra ra mới biết công ty bị phá sản rồi. Kế hoạch vượt ngục vừa có tiến triển giờ lại đối mặt với sóng gió khác. Tên đàn em lúc trước giờ đã trở mình lên làm đại ca. Hóa ra tất cả đều là do người bên ngoài thao túng. Bọn chúng cuống cuồng hỏi John tung tích nhân chứng, bởi vì việc này có liên quan tới sự sống chết của rất nhiều người. Thấy một nhóm người tiến vào kho chữ đồ, tất cả như muốn rớt tim ra ngoài. Một khi bọn chúng phát hiện chiếc hố, kế hoạch sẽ bị bại lộ. Có điều may mà bên trên có tấm vải che chắn, mấy người làm việc cả ngày cũng không phát hiện bất thường. Nhưng chuyện này kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, bắt buộc phải nghĩ cách giải quyết ngay lập tức. Thế là John dẫn Michael gặp mặt người bên ngoài để thương lượng. Michael ra điều kiện 200.000 đô mới đồng ý nói ra vị trí nhân chứng. Lúc này John lại lấy tấm ảnh bạn gái của anh ra uy hiếp. Michael bất lực chỉ đành nói ra vị trí. Sau khi biết vị trí, tất cả nhanh chóng lên đường. Nhưng vừa xuống xe chuẩn bị ra tay, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người. Cảnh sát sớm đã mai phục ở đó tóm gọn bọn chúng lại. Hóa ra Michael đã liên lạc với bạn gái từ trước dặn cô ấy báo cảnh sát. Đây chính là màn kịch mà hai người họ dựng lên. Sau khi đạt được mục đích, John thuận lợi lấy lại chức vị của mình. Mọi người lại tiếp tục thực hiện kế hoạch vượt ngục. Nhưng khi bọn họ đang đào đường ống, C-Note phát hiện bất thường cũng đi vào muốn gia nhập. Cậu ta nắm đằng chui trực tiếp dẫn cảnh sát bước vào, hỏi Michael có thể cho mình gia nhập đội được không. Sau đó tiến lên vài bước dẫm nhẹ vào tấm gỗ bên dưới ra hiệu cho Michael. Mọi người sợ cậu ta tố cáo nên chỉ đành đồng ý. Cứ như vậy đội vượt ngục lại tăng thêm thành viên. Hôm nay khi mấy người đang đào hầm bên trong, cảnh sát đột nhiên bước vào tìm Michael. Đi theo tôi, có người thân tới thăm. Người đó chính là vợ của Michael. Thực ra cô ấy là vũ công thoát y lén lút vào đây làm nhiệm vụ. Vì để giúp cô ta có được thẻ xanh của Mỹ, cho nên hai người kết hôn trên danh nghĩa. Cô ấy lấy một chiếc thẻ tín dụng ra đưa cho Michael. Sau khi nói chuyện một hồi xong liền rời đi. Nhưng cảnh chào tạm biệt này trùng hợp bị Sarah chứng kiến tận mắt. Bellick cảm thấy vợ Michael thật sự rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Sau khi trở về, Michael xé lớp vỏ ngoài ra, hóa ra đây căn bản không phải thẻ tín dụng, mà là chiếc thẻ canh cửa nhà tù anh ấy tự chế. Ban đêm Michael lén lút chui vào đường ống trong phòng, sau đó lẻn vào kho chứa đồ. Mục đích anh tới đây chính là lấy lại đồng hồ và máy ghi âm lúc trước bị tịch thu, bởi vì hai thứ này là công cụ mấu chốt để vượt ngục. Tuy nhiên máy ghi âm còn đó nhưng đồng hồ đã không cánh mà bay. Gặp phải những chuyện này tới tìm Westmoreland là đúng đắn. Ông ta là người hiểu rõ nơi này nhất. Westmoreland nói rằng mình biết một cai ngục, chỉ cần tù nhân mất thứ gì 90% là do hắn lấy. Hắn ta chính là tên mập đầu chọc chuyên ăn tạp, không chỉ lấy trộm mà còn đeo luôn đồng hồ lên tay mình. Michael đã nhìn thấy hết tất cả. Thế là anh tìm tới cậu nhóc vừa vào tù. Anh ấy vào thẳng chủ đề chính, nghe nói cậu ta ăn cắp vặt siêu đỉnh, cho nên muốn nhờ cậu ấy lấy lại đồ giúp mình. Chỉ cần đồng ý thì sẽ được vào xưởng làm việc. Hôm nay Michael đang tới phòng y tế tiêm thuốc. Lúc này cảnh sát đẩy tới một tù nhân lên cơn co giật, đó chính là cậu nhóc được Michael nhờ vả. Khả năng diễn xuất phải gọi là xứng tầm Hollywood. Michael cũng thuận lợi lấy lại được đồng hồ của mình. Hôm nay quản ngục trưởng đột nhiên gọi Westmoreland tới phòng làm việc, nói rằng con gái ông ấy mắc ung thư thực quản, có lẽ thời gian chỉ còn chưa đầy một tuần. Nhưng đáng tiếc trong tù có quy định, chỉ khi chôn cất ông ấy mới có thể nhìn mặt con gái lần cuối. Westmoreland nghe như sét đánh ngang tai, lập tức lo lắng, thế là tức tốc tới tìm Michael, hy vọng anh ấy có thể cho mình gia nhập đội vượt ngục. Lần này ông ta cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là tên hống hách cướp máy bay năm đó. Để chứng minh bản thân, ông ta còn mang một món đồ tới. Michael mở cuốn sách Westmoreland vừa đưa mình, dãy số trên tờ tiền kẹp bên trong chính là con số của đồng 1,5 triệu đô đầu tiên bị mất năm đó. Cứ như vậy thành viên vượt ngục lại thêm một người. Michael kết hợp đồng hồ và máy ghi âm thành một hệ thống chôn dưới bãi cỏ bên ngoài. Như vậy anh ấy có thể phán đoán thời gian cai ngục đi tuần thông qua việc nghe lén. Sarah sau lần nhìn thấy cảnh tượng ân ái giữa Michael và người phụ nữ khác, trong lòng cảm thấy rất bức bối khó chịu. Cô thấy Michael giống như một câu đố không có lời giải, thế là quyết định vạch rõ ranh giới. Phòng y tế cũng rất quan trọng trong kế hoạch vượt ngục. Hơn nữa anh cũng cần sự giúp đỡ của Sarah. Điều này đối với Michael như sét đánh ngang tai. Michael lấy lại máy ghi âm đã lắp sẵn. Sau khi phân tích biết được tối nay bọn họ có khoảng 18 phút để treo tường. Thời gian này chỉ đủ cho 6 người vượt qua mà thôi. Nhưng sau khi Westmoreland gia nhập, thành viên đã tăng lên 7 người, cũng tức là phải loại bỏ một người. Nhưng thấy tự do đang ở trước mắt, không ai có ý định chủ động rút lui. Tình hình này Blackwell liền trở thành người được chọn. Nhưng hắn ta cũng không phải đồ ngốc. Hắn sớm đã dự đoán được việc này. Vì thế liền gọi điện thoại cho anh em bên ngoài giúp mình mua sẵn một phần bảo hiểm. Tao đã gọi điện cho anh em bên ngoài rồi. Đồng thời còn nói cho hắn kế hoạch vượt ngục lần này. Nếu không thấy tao gọi tới trước 5 phút hoặc là sau 20 phút khi hành động, hắn sẽ gọi điện cho quản ngục thông báo sự việc. Hành động này của Blackwell mọi người quả thực không ngờ tới. Bellick từ
từ sau khi nhìn thấy vợ Michael luôn cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Sau khi điều tra phát hiện Michael kết hôn với cô ta trước khi cướp ngân hàng một ngày, hơn nữa cô gái đó còn là vũ công thoát y vượt biên tới Mỹ, thế là ông ta quyết định tới quán bar điều tra. Nhìn ánh mắt dâm đãng của ông ta biết ngay đây là khách quen. Bellick gọi Michael đến trực tiếp nói ra thân phận. Sau một hồi chất vấn, cô ấy khai rằng hôm đó chỉ đưa cho Michael một tấm thẻ tín dụng, những thứ khác hoàn toàn không biết. Thẻ tín dụng có thể coi là đồ cấm trong tù. Bellick nắm thóp vụ này lập tức quay về tìm Michael, chính là cái thẻ mà con đĩ vợ giả mạo của anh đưa đấy. À, đã nói hết với tôi rồi. Cuộc nói chuyện này tình cờ bị Sarah nghe thấy, điều này khiến cô cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với Michael. Sau đó gián đoạn câu hỏi của Bellick, Michael cũng nhân cơ hội giải thích lý do kết hôn với Michael, chỉ là để giúp cô ta có được thẻ xanh của Mỹ. Đội vượt ngục lúc này nghe nói phải loại bỏ một người, tất cả bắt đầu công kích lẫn nhau. Bá Quell cũng liên tục quấy rầy Westmoreland, ông ta lớn tuổi như vậy rồi, ra ngoài nhất định không theo kịp thời đại. Có điều Westmoreland cũng không dễ dàng mắc bẫy của hắn ta, vì Bá Quell đã nói kế hoạch vượt ngục với anh em bên ngoài. Thế là John liền gọi điện cho thuộc hạ tới nhà nhốt hắn lại cho tới khi vượt ngục thành công. Nhưng không ngờ thằng cha này cũng không phải dạng vừa, vậy mà dám lấy con mình ra làm bia đỡ đạn. Trong quá trình xô sát vô tình giết chết cả hai, John mặc dù là xã hội đen nhưng trước giờ chưa từng ra tay với trẻ em. Nghe được tin này cảm thấy vô cùng ân hận, thậm chí ám ảnh tới mức nằm mơ cũng thấy đứa bé sau đó giật mình tỉnh dậy. Có lẽ do làm quá nhiều việc ác, lần này ông ấy phải gọi mục sư tới giúp đỡ. Bá Quell cũng nhanh chóng nhận được tin, anh em tốt và con trai của hắn đều đã bị rớt. Người trước giờ máu lạnh như hắn lần này hoàn toàn sụp đổ, bất lực đứng tại chỗ khóc không thành tiếng. Nhưng kế hoạch vượt ngục vẫn phải tiếp tục. John phái người kéo Bá Quell vào phòng định trừ khử hắn. Có điều vừa nghĩ tới đứa bé vô tội lại không ra tay nổi, John mềm lòng chuẩn bị tha cho hắn. Nhưng sao có thể tin tưởng quả bom hẹn giờ như Bá Quell chứ? Bên này đội vượt ngục vẫn đang ở bên trong làm việc. Lincoln ra ngoài hóng gió, đột nhiên một cai ngục đi tới nằng nặc xông vào trong. Lincoln lúc này không biết làm sao, chỉ đành đấm hắn một phát. Lần này tăng rồi ông giáo ạ. Mấy cai ngục khác chạy tới khống chế anh, và đương nhiên Lincoln cũng bị nhốt lại. Đợi đến khi Michael bò ra từ trong hố, vui vẻ nói với mọi người tối nay sẽ rời đi, tất cả không có bất cứ phản ứng gì, chỉ đứng đơ người ra. Lần này quả thực gặp rắc rối lớn rồi. Thấy tự do ở trước mắt nhưng Lincoln bỗng bị nhốt lại, còn John chảy máu đầm đìa cũng được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa là máy bay đón họ sẽ không tới. Kế hoạch vượt ngục lại rơi vào bế tắc, mọi người quyết định tối nay phải rời đi, bởi vì kéo dài càng lâu càng dễ bị lộ đường ống. Michael lúc này cảm thấy buồn bã, bởi vì mục đích của anh ấy là cứu anh trai bị oan ra ngoài, chứ không phải dẫn theo một đám người không liên quan gì tới mình. Michael biết rõ cho dù hôm nay anh ấy không đi, tên cáo già Bá Quell cũng nhất định sẽ rời đi, mà một khi hắn trốn ra ngoài cai ngục sẽ báo cảnh sát, mọi người cũng sẽ không tránh khỏi bị liên lụy. Tối nay chúng ta phải đi. Lincoln thì sao? Tôi cần một con dao lam. Cuối cùng Michael vẫn quyết định tối nay rời đi. Việc tới nước này anh chỉ đành dùng hạ sách. Chỉ thấy Michael cầm con dao cố nén nỗi đau cứa vào cánh tay, lấy một viên thuốc màu đen giấu dưới hình xăm ra. Thế là nhân lúc giải lao anh đi tìm mục sư, cầu nguyện cho anh trai sắp bị hành hình. Trước khi đi còn đưa cho ông ấy một chuỗi dây chuyền, nhờ mục sư đưa cho anh trai đang bị nhốt của mình. Lincoln cầm lấy sợi dây tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã lấy được viên thuốc giấu trong cây thánh giá. Đây là bí mật riêng giữa hai người. Lincoln lại lấy ra một tờ giấy, bên trên viết tối nay giờ ăn 8:10. Đội vượt ngục bên này vẫn tới xưởng làm việc như bình thường. Tối nay bọn họ phải xuống từ chỗ này, men theo ống nước tới phòng y tế, cuối cùng trèo qua tường vượt ngục thành công. Nhưng theo thời gian quy định đúng 5:00 chiều họ phải quay về phòng giam, làm cách nào để kéo dài tới tối. Thế là Michael nghĩ ra một kế, cầm búa đập vỡ ống nước bên cạnh. Bellick nghe tin vội vàng chạy tới, mấy người đều tỏ ra đáng thương như những đứa trẻ làm sai. Bellick cực kỳ tức giận quyết định trừng phạt bọn họ, nhưng không biết rằng đây chính là điều họ muốn. Bellick cười nhạo sau đó rời đi. Kế hoạch vượt ngục đến giờ coi như thuận lợi. Lincoln hỏi quản ngục cũng biết được thời gian hiện tại, thế là uống viên thuốc kia đúng giờ. Anh ấy nhanh chóng nằm dưới đất lên cơn co giật, cai ngục vội vàng đưa anh tới phòng cấp cứu. Không ngờ đây lại là một bước trong kế hoạch vượt ngục của Michael. Ở bên này mọi người thấy giờ lành đã điểm, không chờ được bắt đầu hành động. Michael là người xuống đầu tiên, rất nhanh tất cả đã tới phòng y tế. Bên trên là ống nước mà Michael đã dùng chất hóa học để ăn mòn. Khi mọi người đang kích động chạy về phía tự do, cảnh tượng trước mặt khiến Michael hoàn toàn sững sờ. Ống nước mà mình dày công làm mòn giờ đã thay bằng cái mới. Khi anh định dùng gậy đập thử, bên ngoài bỗng chuyển tới tiếng bước chân đi tuần, tất cả ngừng thở vài giây. May mà cai ngục không phát giác ra điều gì bất thường. Sau khi hắn đi, Michael bắt đầu ra sức kéo nó xuống. Lincoln ở trên cũng cầm cây chổi dùng lực ấn xuống, nhưng đối diện với ống sắt kiên cố như vậy tất cả đều tốn công vô ích. Gậy sắt bị gãy một nửa rơi xuống đất. Tiếng động thu hút sự chú ý của cai ngục đang đi tuần bên ngoài. Michael biết rõ kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại, anh tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất. Lúc này Bá Quell lấy ra con dao giấu trong giày đe dọa Michael, không dẫn bọn tao đi, tao sẽ xử mày. Tiếng động bên dưới cũng dẫn dụ Sarah tới. May mà Lincoln thông minh coi như thoát được một mạng, nhưng cai ngục bên dưới cũng nghe thấy tiếng, mở cửa phòng chứa đồ ra phát hiện thanh sắt bị gãy dưới sàn. Mấy người trốn trong góc không dám phát ra tiếng động. Cai ngục nhận thấy bất thường vội vàng kêu đồng đội đến. Kế hoạch vượt ngục bắt buộc phải dừng lại.
giờ mà không rời đi sẽ không còn cơ hội nữa. Thế là tất cả tận dụng thời cơ trốn khỏi phòng này. Michael mặc dù không cam tâm nhưng cũng không còn lựa chọn. Hai tên cai ngục nhanh chóng tới kiểm tra tình hình, không biết rằng Michael đang trốn dưới chân mình. Lúc này Bellick vừa tan làm chuẩn bị về nhà, vô tình đi qua nhìn thấy tấm thạch cao vẫn còn y nguyên trước phòng nghỉ, tưởng rằng đám người Michael lại cố tình trốn việc. Ông ta giận dữ chạy tới kiểm tra, không ngờ bên trong đã khóa trái cửa, có lay thế nào cũng không mở được. Ở bên này mới có 4 người lên trên, còn Westmoreland vẫn ở bên dưới. Thấy không kịp nữa, mọi người chỉ đành đóng nắp lại. Bellick thấy bọn họ cả ngày chẳng làm gì cực kỳ tức giận, trực tiếp bảo tất cả quay trở lại phòng giam. Nhưng vừa ra đến cửa, ông ta lại thấy có gì đó sai sai liền quay trở lại. Hình như chúng mày thiếu một người. Ở đây này anh Jai. May mà Westmoreland kịp thời trèo lên trước khi bị phát hiện. Mọi người bước những bước chân nặng nề quay trở lại căn phòng quen thuộc. Buổi tối trôi qua rất nhanh, chỉ còn 16 tiếng nữa là tới giờ Lincoln bị hành hình. Michael không muốn dương mắt đứng nhìn anh trai chờ chết. Hiện giờ chỉ có một người có thể ngăn cản chuyện này, đó chính là bố của bác sĩ Sarah. Thế là anh tới phòng y tế, hy vọng cô ấy có thể gọi điện xin bố giúp mình. Không ngờ hai bố con nhà này lại không hợp nhau. Những chuyện liên quan tới công việc Sarah không có quyền lên tiếng. Thấy đường này không được, Michael vẫn không từ bỏ. Anh chạy tới tìm Westmoreland thì biết được rằng tử hình trước giờ phải tuân theo trật tự của pháp luật. Nếu có thể phá hỏng một vài quy trình ở giữa, vậy sẽ phải chờ ít nhất 3 tuần để sắp xếp lại. Trong lòng Michael đã có đáp án. Anh muốn phá hỏng chiếc ghế điện dùng để xử tử. Quay về bảo Fernando kéo rèm cửa lại. Sau đó cầm theo một gói snack tới đường ống. Anh đổ thức ăn lên ống nước, mùi hương nhanh chóng thu hút một con chuột mò tới. Thế là anh men theo đường ống tới phòng hành hình, tiếp đó nhét con chuột vào bảng điện. Tuy nhiên ở bên này, dưới sự bắt ép của Bellick, tên trộm vặt vẫn luôn theo dõi Michael để nghe lén tin tình báo. Biết được anh ấy sắp phá hỏng hộp điện nhưng hắn trước giờ không muốn đắc tội với người khác. Có điều Bellick trực tiếp ném miếng bánh đi uy hiếp, nếu hắn còn không chịu nói thì cứ chờ ở chung với tên giết người biến thái đi. Hắn ta bất lực chỉ đành khai hết mọi chuyện. Bellick nghe xong lập tức chạy tới phòng hành hình, mở hộp điện ra xem, quả nhiên phát hiện con chuột ngỏm trong đó. Nhân viên kiểm tra xong nói rằng phải sắp xếp lại trình tự một lượt, nhưng Bellick dứt khoát muốn đối đầu với Michael tới cùng. Thu dọn xong, hắn đắc ý đi tới tìm anh ấy, bảo anh đi tới chào tạm biệt lần cuối với Lincoln. Lincoln lúc này cũng đã bị cạo chọc đầu, chuẩn bị đón nhận mọi thứ. Ở bên này Sarah có lẽ không nhẫn tâm, vẫn cố gắng đi tới cầu xin bố và đưa cho ông ấy toàn bộ những điểm đáng ngờ của vụ án. Cái gì cần nói cũng đã nói, nhưng người bố dường như không có chút mềm lòng. Michael và Lincoln ngồi đánh bài trong khoảng thời gian cuối cùng, nhớ lại những ký ức đẹp thời niên thiếu. Bạn gái của Lincoln lúc này cũng đi tới, hóa ra lần kháng án vừa rồi đã thất bại, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Lincoln tuyệt vọng đi tới phòng hành hình, nhưng chính vào lúc này bố của Sarah gọi điện tới. Mọi người thấy vậy lại nín thở chờ đợi, tuy nhiên ông ta không hề mềm lòng. Lincoln ngồi vào ghế điện đội mũ lên nhìn bạn gái và em trai trước mặt. Lúc này phía sau phòng hành hình xuất hiện bóng dáng quen thuộc, sau đó tấm rèm trước mặt được kéo lên, quản ngục trưởng bước ra tuyên bố tạm hoãn hành hình, nói rằng bên ngoài đã tìm thấy chứng cứ mới và bóng người xuất hiện chớp nhoáng vừa nãy chính là người bố đã vứt bỏ hai anh em 30 năm nay. Hóa ra ông ấy bí mật giao chứng cứ mới cho tòa án, người chết hồi nhỏ đã từng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nhưng báo cáo kiểm tra lại có ghi chép về ruột thừa, rất rõ ràng hai người này căn bản không giống nhau, nhất định đã có vấn đề. Thế là quản ngục trưởng tuyên bố tạm hoãn tử hình, Lincoln cũng có thêm hy vọng được sống tiếp. Hôm nay nhóm của Michael làm việc dưới thời tiết lạnh giá, tiện tìm kiếm con đường vượt ngục mới, do ống nước dưới phòng y tế đã thay thành cái mới, đường kính 30cm rất khó để một người trưởng thành chui vừa, hơn nữa ống nước phòng y tế còn thông với khu nhốt kẻ tâm thần, vì thế Michael quyết định vẫn xuống từ ống nước lúc trước, nhưng giữa đường sẽ đổi hướng, đi lên từ chỗ khác, sau đó đi quanh khu vực tâm thần bên cạnh, tiếp theo chui xuống ống nước chỗ đó để tới phòng y tế, cuối cùng trèo lên tường rào vượt ngục thành công. Nhưng vấn đề lớn nhất của kế hoạch này, đó là lối ra chính là thứ bọn họ đang dẫm lên. Xung quanh không chỉ có cai ngục đi tuần, mà còn có ba đài quan sát khiến người ta sầu não. Kế hoạch mặc dù nguy hiểm nhưng đã là lựa chọn tốt nhất lúc này. Bởi vì lộ trình mới nên tối nay Michael quyết định đi thăm dò trước. Khi đang lo lắng làm sao để không bị phát hiện khi bò lên, Fernando tình cờ nhìn thấy anh họ của mình. Bình thường anh ta phụ trách giặt giũ và mang quần áo cho cai ngục. Nếu có thể mượn một bộ đồ từ anh ấy thì Michael hành động sẽ an toàn hơn nhiều. Thế là Fernando tìm tới anh họ thuyết phục lên xuống, cuối cùng cũng lấy được một bộ. Nhưng điều kiện là sáng mai nhất định phải trả lại. Buổi chiều mấy người tới xưởng làm việc, do đá vụn quá nhiều chưa có cách nào xử lý, bọn họ chỉ đành nhét vào trong tường. Không ngờ áp lực quá lớn trực tiếp khiến thạch cao vỡ vụn. Lúc này Bellick bất ngờ xông vào kiểm tra tiến độ công việc, để ngăn sự việc bại lộ xê nốt nhanh chóng dùng chân đạp lên trên. Bellick đe dọa mọi người đừng hòng trốn việc, mau chóng làm cho xong. Bỗng nhiên hắn chú ý tới xê nốt đứng yên bất động ở một chỗ. Mau làm việc đi, cái chân của tôi có chút không nghe lời, mày đang làm trái lệnh của tao, ngài ấy kêu mày mau đi làm kia. Ta thích điều này.
Bellick vô cùng đắc ý lập tức quay người rời đi. Mấy người đang vui vì thoát được một mạng, thạch cao đột nhiên vỡ tung ra, tất cả đá vụn rơi ra ngoài, nhưng điều kích thích hơn còn ở phía sau. Bellick vừa rời đi, hai tên cai ngục khác đã lại đi tới. Bọn chúng đang nói với nhau về một cầu thủ nổi tiếng nhưng nghĩ mãi không ra hắn ta chơi cho đội nào. Vừa hay nhìn thấy Bakwell đứng canh cửa, mấy người bên trong đang ra sức xử lý đống đá vụn, thấy Bakwell cũng không hiểu cai ngục bắt hắn phải trả lời bằng được mới thôi. Đại học Ohio State, đúng rồi, gã là Bắc Cai. Không ngờ tùy ý trả lời vậy mà lại chính xác. Dọa Bakwell một phen hú vía. Tối nay Michael cầm đồng phục chui xuống đường ống. Dựa vào sự hiểu biết về kết cấu nhà tù, anh nhanh chóng tìm được lối ra. Nhưng khi vừa ngoi lên đã bị ánh đèn chiếu thẳng vào người. May mà có bộ đồng phục yểm trợ, anh vẫy tay qua loa liền thoát được một mạng. Sau đó Michael đi thẳng về phía khu tâm thần bên cạnh chào hỏi cai ngục trực ban ở đó, nói rằng mình muốn dùng nhà vệ sinh một chút. Michael cẩn thận đi xuống, đại khái vạch ra được con đường vượt ngục mới. Nhưng khi đang trên đường quay về không may gặp phải lính tuần tra, có điều hắn không phát hiện ra Michael ở phía sau. Khi hắn dần dần lùi xuống, lưng của Michael cũng dính chặt vào bếp hơi đang sôi sùng sục. Quả nhiên không phải người thường, đau như vậy mà cũng không kêu một tiếng. Sau khi về phòng, anh bảo Fernando cởi hộ chiếc áo đang dính chặt vào lưng, và Michael cũng ngất đi do cơn đau quá khủng khiếp. Anh họ rất nhanh đã nhận lại đồng phục, thấy sau lưng bị thủng một lỗ trực tiếp hoảng loạn. Cảnh này đúng lúc bị tên đầu chọc đi qua nhìn thấy. Michael sau khi điều trị xong quay lại phòng giam, vội vàng tháo băng vải xuống, sau đó cầm gương xem lại bản đồ. Lần này tiêu đời rồi, bởi vì đúng phần bản đồ từ trại điên tới phòng y tế đã bị bỏng nặng. Tên đàn ông biến thái này cố ý để lộ quần lót của mình ra ngoài, mục đích hắn làm vậy là để câu dẫn những người đàn ông khác. Loại đặc biệt này lại chính là gu của Bakwell. Sau đó hai người cùng nhau vào phòng ân ái. Xong việc, Bakwell mặt không biến sắc bước ra ngoài, lấy chiến lợi phẩm của mình đưa cho Fernando, mà chiến lợi phẩm chính là quần lót của tên biến thái kia. Hóa ra một ngày trước, đội vượt ngục đang làm việc trong xưởng, một cai ngục đột nhiên bước vào bảo họ dừng công việc lại. Hôm nay Bellick đã tìm được một đội chuyên nghiệp khác, phần việc còn lại sẽ giao hết cho họ. Mấy người lập tức lo lắng, ngày mai họ nhất định sẽ phát hiện ra đường hầm bên dưới, vậy thì kế hoạch vượt ngục chắc chắn sẽ bại lộ. Michael đề nghị chỉ cần lấy một vài thùng xi măng nhanh khô, bỏ ra vài tiếng đồng hồ lấp lại cái lỗ. Sau khi qua vòng này, lần sau chỉ cần dùng búa đập là được rồi. Nhưng khi mấy người đang trộn xi măng, Bellick đột nhiên xông vào, còn dẫn cả tên ăn cắp vặt vào cùng. Mục đích là để hắn giám sát mấy người làm việc, tránh bọn họ giở trò quỷ gì đó. Nhưng sao có thể để hắn ở trong này được? Bellick vừa rời đi, mọi người đã dùng đủ mọi chiêu ép hắn ra ngoài. Lần này họ phải tranh thủ thời gian lấp cái lỗ lại, tên trộm vặt cũng không có cơ hội lại gần nữa. Nhưng khi làm được một nửa, bên ngoài lại có người tới. Cai ngục đi vào bảo quản ngục trưởng có việc tìm Michael, sau đó ra lệnh cho mấy người kia ra ngoài làm các việc vặt khác. Hóa ra lần trước Michael bị bỏng sau đó tới phòng y tế, Sarah phát hiện một mảnh áo của cai ngục trong da anh ấy, tưởng rằng có tên cai ngục nào đó cố ý bắt nạt anh, thế là liền nói chuyện này với quản ngục trưởng. Ông ấy cũng có ý tốt muốn anh nói với mình tên nào gây ra chuyện này, nếu không nói sẽ bị giam biệt lập. Lần này Michael rơi vào thế khó rồi, cũng không thể tự ý khai ra tên của cai ngục nào cả, thế là anh bị kéo vào phòng giam đặc biệt. Lần này toang hẳn, chiếc lỗ còn chưa lấp xong, ngày mai công nhân tới nhất định sẽ bị phát hiện. Mấy người bên ngoài lo lắng như ngồi trên đống lửa, cũng không thể chỉ ngồi chờ chết được, nhất định phải tìm người lấp chiếc lỗ lại trước 8 giờ sáng mai. Nhưng có thể tìm ai được chứ? Chiếc lỗ đó thông với phòng giam của Fernando, chỉ có anh ấy có khả năng cứu mọi người. Nhưng vấn đề là một khi lấp chiếc lỗ thì sẽ không có cách nào quay về phòng, chỉ cần ra ngoài nhất định sẽ bại lộ ngay lập tức, bị cai ngục bắt sẽ lại phạt thêm 10 năm tù. Fernando nhìn thấy tên tù nhân biến thái đột nhiên nảy ra một ý, thế là cậu ta tới tìm Bakwell, muốn hắn tận dụng sở trường của mình lấy quần lót của tên đó về. Như vậy Fernando có thể dựng lên câu chuyện biến thái rồi, vì đồng đội Bakwell chỉ đành đồng ý. Thế là hắn tìm tới tên biến thái, hai người cũng coi như có cùng tần số, rất nhanh đã ôm chầm lấy nhau. Fernando cầm lấy quần lót bắt đầu hành động, men theo đường ống tới phòng nghỉ, vạch tấm thảm lên trộn xi măng, cuối cùng san bằng lại. Sau đó cố ý để bản thân bại lộ dưới ánh đèn, nhân viên trực ban lập tức bắt cậu ấy lại, kéo tới phòng làm việc của Bellick bắt đầu chất vấn. Không ngờ Fernando sớm đã có sự chuẩn bị, bọn chúng nhanh chóng phát hiện quần lót nữ trên người cậu ấy. Fernando nhân cơ hội giải thích mình quá nhớ bạn gái, vì vậy bảo cô ấy ném chiếc quần lót của mình qua tường nhà giam. Không ngoài dự đoán, Fernando chỉ bị nhốt vào một căn phòng khác. Sáng sớm hôm nay công nhân tới làm việc, dưới sự uy hiếp của Bellick, tên trộm vặt vẫn đi nghe lén được ít chuyện, sau đó trực tiếp chạy tới tố cáo với ông ta. Đám người Michael hình như đang lên kế hoạch gì đó, cụ thể hơn đi, hình như có liên quan tới việc sửa phòng và tấm thảm. Bellick nghe xong lập tức chạy tới phòng nghỉ, đuổi hết đám công nhân ra. Phải công nhận tay nghề của Fernando thật sự quá đỉnh, sau này ra tù chắc chắn được lên hẳn thợ chính. Bellick không phát hiện ra điều gì cực kỳ tức giận, quyết định ném cậu nhóc đáng thương vào phòng cùng tên côn đồ. Sarah bên này nhận được tin vội vàng tới phòng giam, nhìn thấy tiết canh loang lổ trên tường, còn Michael nằm dưới đất hai mắt trợn tròn không động đậy. Quản ngục trưởng tới xem, có lẽ anh ấy cô đơn quá hóa điên, thế là liền nhốt Michael vào trại tâm thần bên cạnh. Michael ngồi trên giường, thấy mục đích đã đạt được nên không giả vờ nữa, và người đối diện anh chính là tên tâm thần cùng phòng lúc trước. Hắn vừa nhìn đã hiểu rõ hình
hình xăm phức tạp trên người Michael, thậm chí hình như còn vẽ ra một bản tương đồng. Mục đích của Michael chính là muốn nhờ hắn khôi phục giúp mình hình xăm bị bỏng, nhưng không ngờ Haywire sớm đã không còn giống lúc trước. Anh là ai? Trò chơi đỏ đen này đúng là không thể đoán trước điều gì. Anh ta vốn dĩ được mệnh danh là bàn tay vàng, nhưng khi đồng đội của mình chia bài, vô tình làm rơi lá bài 10 điểm xuống bàn, mọi người nhìn chằm chằm yêu cầu đổi sang lá bài khác. Cứ như vậy bàn tay vàng đã bị chặt đứt. Đối thủ lúc này nhìn ba quân bài trong tay, tự tin đặt cược tất cả số tiền của mình. Một khi hạ bài người da đen thua là cái chắc. Chỉ thấy anh ta điềm tĩnh đếm số tiền còn lại, sau đó cũng cược hết số tiền của mình, vừa hay nhiều hơn đối thủ 74 đô. Vốn dĩ không đủ tiền đã đủ mất mặt, lại còn thua cả buổi khiến anh ta chỉ đành từ bỏ. Dưới sự phối hợp của bá queo, Cnốt thuận lợi thu về 500 đô. Vì Michael và Fernando đều đã bị nhốt ở nơi khác nên căn phòng của họ bị bỏ trống. Căn phòng này có vị trí đắc địa ở giữa tầng 2, có nguồn tài nguyên tốt như vậy, cai ngục nghĩ ngay tới việc kinh doanh. Ông ta tạm thời sẽ cho tù nhân khác thuê phòng này để kiếm chút tiền. Một ông lão ở tầng trên nhanh chóng nhìn trúng căn phòng, quyết định mua lại vị trí với giá 200 đô. Hai người chốt deal chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện bồn cầu ở đây bị dò nước. Cai ngục tuyên bố sẽ nhanh chóng thông báo cho người qua sửa. Bá queo ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, bởi vì đằng sau bồn cầu là con đường vượt ngục của họ, một khi công nhân tới sửa sẽ bị bại lộ. Hắn lập tức thông báo chuyện này với đồng đội. Cnốt tới tìm cai ngục muốn mua lại căn phòng với giá gấp đôi. Ông ta thấy căn phòng được yêu thích như vậy lập tức tăng giá lên 500 đô, nhưng biết đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy. Đừng quên Cnốt là tên bán thuốc lậu trong tù, cậu ta gọi mấy tên đàn em tới bảo bọn chúng đi thu hồi công nợ. Góp được 500 đô chắc chắn không vấn đề. Michael ở trong trại tâm thần lúc này cũng không nhàn rỗi. Anh không ngừng kích thích đại não để Haywire nhớ lại phần bản đồ bị mất. Nhưng cho dù anh ấy có cố gắng thế nào, hắn ta cũng chỉ bày ra dáng vẻ ngây ngốc. Bên này thuộc hạ cũng đã đi đòi nợ về, thừa sức thu được 500 đô. Nhưng không ngờ số tiền này đều chia hết cho bọn chúng. Cnốt không cầm được một xu nào. Hóa ra thời gian này cậu ấy tham gia vào đội vượt ngục, cả ngày dính lấy đám người bá queo. Phân biệt chủng tộc là vấn đề rất lớn ở trong tù. Đám thuộc hạ da đen quyết định bán đứng Cnốt, không chỉ không lấy được tiền còn bị bọn chúng đập cho một trận. Thế là cậu ta tìm tới Westmoreland. Sau vụ cướp máy bay đó, ông ấy quả thực rất giàu, nhưng số tiền đó đều ở bên ngoài. Lúc này bá queo nhìn thấy anh chàng Mexico bên cạnh đang chơi đánh bài, hắn lập tức nghĩ ra một cách, nhưng vấn đề là bọn họ phải có tối thiểu 50 đô đặt cược mới có tư cách ngồi vào bàn. Đột nhiên Westmoreland nhớ ra quyển kinh thánh lúc đầu Michael đưa cho mình, bên trong có kẹp 100 đô. Thế là ông ta giả vờ muốn mua phòng để tới chỗ ở của Michael. Cuốn kinh thánh đó quả nhiên ở trên bàn, chớp mắt ông ấy đã thuận lợi lấy nó đi. Bá queo cũng thành công có được tiền mua chỗ. Thế là hắn tìm tới Cnốt, vốn dĩ không biết đánh bài, muốn cậu ấy ra trận cùng mình. Lý do là nếu bá queo đi một mình, vừa vào đã thắng suốt nhất định sẽ bị nghi ngờ. Nếu để Cnốt cũng tới đó ăn tiền, người da đen và da trắng trước giờ không hòa hợp, sẽ không khiến bọn chúng hoài nghi. Thế là hai người tới bàn cược. Dựa vào kinh nghiệm của bá queo, đám người Mexico thua hết sạch tiền. Hai người cuối cùng cũng có đủ 500 đô. Cnốt đi tìm cai ngục đưa tiền cho ông ta. Không ngờ thằng cha này trực tiếp tăng giá lên 700. Cnốt cảm thấy bất lực nhưng tới đây rồi sao có thể từ bỏ. Thế là cậu ấy đến tìm Westmoreland lấy dây chuyền vàng đưa cho cai ngục làm tiền cọc. Không ngờ thằng cha này lại lật lọng khiến hai người tức gần chết. Bên này Michael cuối cùng cũng hiểu rõ lý do thằng nhóc này ngu như vậy. Đó là vì y tá mỗi ngày đều đút cho hắn uống đống thuốc chít tiệt. Thế là mỗi lần uống xong Michael đều kéo Haywire vào nhà vệ sinh, dùng ngón tay móc họng để hắn nôn hết đống thuốc ra ngoài. Dần dần cũng khôi phục được ký ức, thành công phục chế lại hình xăm bị mất. Nhưng lúc này hắn lại nhớ ra Michael là người hãm hại mình lúc đó. Thế là liền bắt anh nói cho mình bí mật vượt ngục, nếu không sẽ xé nát đống bản đồ này. Michael vội vàng nói rõ một lượt lộ trình vượt ngục của họ, nhưng tên nhãi này bản tính bốc đồng, tưởng rằng tối nay họ có thể trốn thoát ngay lập tức. Tuy nhiên vừa mở cửa ra, chuông báo động đã vang lên. Cai ngục nhanh chóng tới khống chế hắn. Để báo thù, tên đầu chọc Michael tới tìm quản ngục trưởng, nói bản thân bị hãm hại. Chính tên đầu chọc đó đã tự ý phạt anh, hơn nữa hắn còn thường xuyên nhận hối lộ, đồng thời cấu kết với anh họ để anh ta đưa chiếc áo bị thủng cho Westmoreland. Mấy người hợp tác nhét nó vào trong tủ đồ của tên cai ngục. Quản ngục trưởng cực kỳ ghét lũ xấu xa, nghe Michael nói vậy lập tức tới phòng nghỉ lục soát tủ đồ của hắn. 500 đô, dây chuyền vàng và cả một bộ cảnh phục bị cháy, bằng chứng rõ ràng như này có chối bằng mắt. Thế là lần này hắn ta thu dọn đồ đạc bị sa thải ngay lập tức. Trước khi đi còn bị Bellick chửi bới một trận thậm tệ, tên côn đồ chỉ thích đọc tạp chí phụ nữ này là kẻ biến thái vô cùng. Chỉ thấy hắn nhảy xuống giường nhìn chàng trai bằng ánh mắt dâm đãng, sau đó thành thạo kéo rèm cửa xuống. Lần này anh bạn chắc chắn không giữ nổi sự trong sạch nữa rồi. Cuộc sống như địa ngục này cậu đã chịu đựng từ lâu, cuối cùng quyết định vùng lên phản kháng. Chỉ thấy cậu ấy lén lút lấy con dao lam dưới giường ra, nhân lúc tên côn đồ đứng trước mặt chỉnh lại ga giường, cậu lập tức ra tay cắt đứt thằng em của hắn. Michael đã phục chế lại được tấm bản đồ bị hỏng, kế hoạch vượt ngục lại tiếp tục tiến hành. Bước cuối cùng chính là có được chìa khóa phòng y tế. Lúc này một chiếc xe áp giải tù nhân mới dừng trước cửa.
Một người trong đó khiến tất cả há hốc mồm kinh ngạc, người đó chính là đại ca đã lâu không gặp John. Bá Queo thấy ông ta quay về sững sờ tại chỗ, bởi vì lần đó hắn đã rạch một nhát lên cổ John, sau đó xe cứu thương chở ông ta đi, sống chết không rõ. Bá Queo hiểu rằng dựa vào tính cách của John, lần này quay lại nhất định sẽ báo thù, vì thế hắn quyết định ra tay trước. Hôm nay hắn ta cầm con dao tới tìm John, vừa định ra tay liền bị C-Note ngăn lại. C-Note biết rõ John có thể cung cấp máy bay đón mọi người, cậu ấy không thể để thù oán cá nhân phá hỏng đại sự. Nhưng sau khi John quay về giường như biến thành người khác, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời của Thượng Đế, trở thành một con người hoàn toàn sùng đạo, thậm chí còn chủ động tới tìm Bá Queo bắt tay giải hòa. Điều này dọa hắn ta sợ hết hồn. Tên trộm vặt lúc này nghe lén được tin tình báo quan trọng, để thoát khỏi tên cùng phòng biến thái, hắn vội chạy tới thông báo với Bellick, Michael và đám người dọn dẹp phòng nghỉ, bọn chúng chuẩn bị vượt ngục. Bellick biết tin lập tức chạy tới phòng nghỉ, ông ta cầm búa lên đập thẳng xuống sàn nhà, do bên dưới trống rỗng, lỗ hổng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Bellick giống như phát hiện ra bí mật động trời, còn chưa kịp định thần lại, giấc mộng lập công đã bị gián đoạn. May mà Westmoreland vẫn đang làm việc trong này phát hiện kịp thời. Hai người lao vào đánh nhau một trận, để tránh bị phát hiện, Westmoreland trực tiếp chói Bellick ném xuống đường ống. Michael biết chuyện này quyết định phải thực hiện kế hoạch trước dự kiến, bởi vì một khi cai ngục phát hiện ra Bellick mất tích, nhất định sẽ phong tỏa cả nhà tù lại điều tra, đến lúc đó có chạy cũng không kịp nữa. Việc đã tới nước này, tối nay bắt buộc phải rời đi. Cai ngục một ngày không nhìn thấy Bellick cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì 8 năm nay ông ta chưa từng nghỉ phép ngày nào. Michael liền bảo Fernando vào bếp lấy chất tẩy trắng, bởi vì giữa chừng bọn họ phải đi qua trại tâm thần, muốn trà trộn vào đó nhất định phải nhuộm áo xanh thành trắng. Còn Michael đi tới cạnh tên trộm vặt, cậu ta lúc đầu còn tưởng Michael tới tìm mình tính sổ, không ngờ anh lại đề nghị cậu tham gia đội vượt ngục cùng mình. Hóa ra từng có một thanh niên bị phân tới phòng của Bá Queo, nhưng vì sự thờ ơ của Michael lúc đó khiến cậu ấy phải tự sát trước mặt mọi người. Michael luôn cảm thấy áy náy chuyện này, cũng không muốn bi kịch xảy ra lần nữa. Và lại lần trước cậu ấy giúp anh lấy lại đồng hồ từ chỗ tên trọc, cũng coi như là bù đắp công lao lần đó. Đội vượt ngục lúc này tích cực làm công tác chuẩn bị để ngăn sự truy đuổi. Bá Queo lấy một miếng đậu phụ thối ở nhà bếp, sau đó bôi đầy lên ga giường và gối của mình. John càng quá đáng hơn, trực tiếp nhét một cục xít vào trong túi khi đi lao động, sau đó cũng quay về phòng bôi đầy lên giường. Mùi thối kinh tởm khiến bạn cùng phòng rất nghi hoặc. Còn Michael tới phòng y tế, thẳng thắn nói với Sarah về kế hoạch vượt ngục của mình, hy vọng tối nay cô ấy không khóa cửa phòng này. Sarah nghe xong vô cùng kinh ngạc, cho rằng Michael từ trước tới giờ đều đang diễn kịch với mình, tình cảm giữa hai người đều là giả, thế là đau lòng vội vàng bỏ ra ngoài. Cô ấy suy nghĩ hồi lâu quyết định tới tìm bố, hỏi ra mới biết vụ án liên quan đến Lincoln lần trước ông ấy không hề xem qua, bởi vì cấp trên hứa với ông ta, chỉ cần không nhúng tay vào chuyện này thì sẽ thành công ngồi vào ghế phó tổng thống. Sarah thất vọng vội vàng quay trở về, lúc này cô mới nhận thức ra vụ án của Lincoln lại phức tạp như vậy. Bên này quản ngục trưởng vì để tạo bất ngờ cho vợ, chuẩn bị tối nay sẽ mang mô hình về nhà, không ngờ mấy người vừa động vào nó đã sụp đổ. Quản ngục trưởng rất lo lắng, lập tức bảo cai ngục gọi Michael tới, không ngờ đây chính là cái bẫy của anh ấy. Michael đi vào phòng của quản ngục trưởng lấy ra một mảnh ghép quan trọng, bởi vì không có nó nên mô hình động nhẹ là sẽ đổ. Anh lấy trong túi áo ra một ít bột thổi nhẹ vào lòng bàn tay, bột lập tức bám lên máy cảnh báo, những dấu vân tay rõ nét xuất hiện trước mặt Michael. Sau đó thử lại vài lần theo hoán vị tổ hợp, rất nhanh đã giải được mật mã báo cháy. Mục đích Michael làm vậy chính là để trà trộn vào trại tâm thần. Chuông báo cháy bên trên vang lên, cai ngục sẽ sơ tán tù nhân ra ngoài. Đến khi chúng phát hiện đây là chuông báo giả, khi lùa tù nhân quay trở lại phòng, đám người Michael sẽ mặc đồ trắng trà trộn vào trong đó. Bước quan trọng nhất cuối cùng đã thành công. Kế hoạch vượt ngục sau khi vất vả nghiên cứu cả tháng, cuối cùng hôm nay sắp được ra ngoài rồi. Tuy nhiên tập này cũng chỉ là kết thúc phần 1. Để cứu anh trai ra khỏi phòng giam đặc biệt, Michael cầm dao uy hiếp quản ngục trưởng, bảo ông ấy ra lệnh chuyển Lincoln tới phòng y tế, sau đó trói ông ta lại nhốt vào trong tủ quần áo, dùng vũ khí đánh mạnh để ông ta ngất đi. 5 phút nữa lại trôi qua, bây giờ họ còn 1 tiếng để rời khỏi đây. Fernando lúc này căng thẳng tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí nôn hết sạch đống đồ vừa ăn tối nay. Cùng với cánh cửa mở ra, đội vượt ngục chậm rãi tập trung trước cửa phòng Michael. Để tránh tai mắt, Fernando trực tiếp kéo rèm lại, mấy người lần lượt chui xuống đường ống sau bồn cầu, mà lúc này Bellick bị nhốt bên dưới, sau khi trải qua một hồi vật lộn, vậy mà có thể tháo được băng dính trên miệng ra. Hắn nhân cơ hội hét lớn kêu cứu. Trùng hợp cai ngục đi tuần phía trên đi qua phòng nghỉ, nghe loáng thoáng tiếng người kêu cứu, nhưng khi đi theo âm thanh lại chẳng phát hiện ra điều gì. May mà Bá Queo bên dưới kịp thời chạy tới bịt miệng Bellick lại, bọn họ cởi đồ của hắn ra sau đó nói lời tạm biệt. Một lúc sau Bellick nói rằng đời này chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Mọi người men theo đường ống tới lối ra, đổi sang bộ đồ tù nhân màu trắng, còn Michael mặc đồng phục của Bellick lên người, thành công chạm được vào chuông báo cháy của trại tâm thần. Sau đó nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đội, nhanh chân lên, đợi đã.
có vấn đề gì à? Tên đó là đại ca John. Đúng rồi, không phải anh có thuốc mê à? Vậy thì dùng đi. Không thể phủ nhận thành viên đội vượt ngục diễn rất đạt. Sau khi hạ gục người trực ban, Michael dẫn mọi người xuống bên dưới. Men theo cầu thang đi lên chính là phòng y tế. Lincoln bên trên đang bị một tên cai ngục canh giữ. Đột nhiên đội vượt ngục xông vào dọa hắn hết hồn. Michael dẫn mọi người tới phòng y tế, hy vọng cửa không bị khóa. Mọi người đều nín thở chờ kỳ tích. Hóa ra Sarah sau khi giằng xé nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định quay lại mở cửa ra. Bước tiếp theo chính là phá cửa sổ phòng này. Mấy người dùng vòi nước chữa cháy nối cửa sổ và thang máy với nhau, cố tận dụng lực kéo của thang máy tháo cánh cửa ra. Không ngờ sau khi ấn nút xong, vì không có ai trong đó nên thang máy không chạy. Mọi người vô cùng lo lắng. Lúc này tên trộm vặt xung phong đi vào trong. Cậu ta biết rõ mình ở trong đội cũng chẳng có tác dụng gì, có thể ra ngoài hoàn toàn là nhờ Michael. Cứ như vậy thang máy bắt đầu đi xuống, lực kéo mạnh mẽ nhanh chóng đẩy bật cánh cửa ra. Khi mọi người chuẩn bị leo ra ngoài, tên thần kinh Haywire đột nhiên xuất hiện trước cửa, trong tay còn cầm máy báo động. Nếu hôm nay mọi người không dẫn hắn ra ngoài, hắn sẽ lập tức ấn nút báo cảnh sát. Thời gian không được chậm trễ, Lincoln dẫn đầu để tất cả mọi người trèo tường. Lúc này Westmoreland vì mất máu quá nhiều nên không đi nổi nữa. Hóa ra lúc trước khi đánh nhau với Bellick, ông ấy đã bị mảnh thủy tinh đâm vào bụng, không thể ra ngoài với con gái được nữa. Trước khi hẹo, ông ấy còn thừa nhận về vụ cướp năm đó. Hóa ra Westmoreland không chỉ lấy được 1,5 triệu đô mà là 5 triệu. Ông ấy nói địa chỉ cụ thể với Michael và dặn dò anh chăm sóc tốt cho con gái của mình. Ở bên này, cai ngục cũng phát hiện quản ngục trưởng bị nhốt trong tủ. Giám ngục lập tức ấn cảnh báo cấp 1. Cai ngục dẫn theo chó đặc vụ bắt đầu hành động. Đội vượt ngục cũng lần lượt men theo sợi dây trèo sang tường bên đối diện. Dây cáp mấy năm không thay căn bản không chịu nổi sức nặng quá tải như vậy. Đến lượt tên béo vừa trèo lên đã đứt ngay lập tức, anh ta ngã lăn xuống đất. Thế mới nói rảnh rỗi thì nên đi tập luyện giảm cân đi. Cai ngục nhanh chóng chạy tới tóm gọn. Sau một hồi tra hỏi, anh ta đã cung cấp danh sách thành viên vượt ngục, nhưng may mà những người còn lại đã thành công trèo ra ngoài. Tin tức vượt ngục nhanh chóng được truyền ra, cả nhà tù náo loạn như ong vỡ tổ. Bên này Bellick cuối cùng cũng được lôi từ dưới lên. Ở lâu dưới đó, ông ta cảm giác phổi sắp nổ tung. Quản ngục trưởng lập tức triệu tập lực lượng cảnh sát, triển khai bao vây toàn bộ khu vực. Lúc này đội vượt ngục mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối, dựa theo lộ trình tìm được chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Mấy người vội vàng leo lên xe nhưng lại phát hiện không có chìa khóa. Haywire nghe lời nhanh chóng xuống tìm kiếm, không ngờ lại trúng bẫy của bọn họ. Lincoln lấy chìa khóa ra lập tức nổ máy bỏ hắn ta lại, bởi vì hắn ta chỉ được thêm vào giữa đường, không loại bỏ mùi cơ thể. Nếu ở cùng nhau chắc chắn sẽ bị chó đặc nhiệm phát hiện. John cố ý ngồi sau Bakwell khi ở trên xe, muốn tìm cơ hội trừ khử hắn ta, báo thù cho bản thân. Không ngờ Bakwell sớm đã chuẩn bị. Hắn lấy ra một chiếc còng tay trói mình với Michael lại, sau đó nuốt chìa khóa vào trong bụng. Nếu hắn ngỏm, Michael sẽ phải kéo theo thi thể 50 cân bỏ trốn. John bất lực chỉ đành tạm thời bỏ qua, nhưng hai người dính vào nhau căn bản không theo kịp mọi người. Lincoln đề nghị nhất định phải tách họ ra. Sau khi vào trong kho, Lincoln đột nhiên ấn Bakwell xuống bàn, còn Fernando cầm lấy kìm sắt ra sức để cắt, nhưng cắt cả ngày trời vẫn không đứt. Bakwell bất giác vui mừng bật cười thành tiếng, còn John lúc này đã cầm cây rìu chậm chậm bước đến, biến mọi thứ trở nên đơn giản vẫn cứ là ok hơn. Bakwell xác định không theo kịp đội, năm người còn lại nhanh chóng bỏ chạy, nhưng khi họ bán sống bán chết chạy tới sân bay, lại phát hiện máy bay đón mình vì không đợi được đã cất cánh trước. Hai bên cứ như vậy bước qua đời nhau, phía sau là tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, mọi người bất lực chỉ đành tìm kiếm con đường thoát thân khác. Phần 1 tới đây là kết thúc, mọi người hãy like và follow kênh để chờ đón tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.